Những điều thú vị về loài ếch cây mắt đỏ. Ếch cây mắt đỏ là một trong những loài ếch được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Loài ếch cây này sống chủ yếu trong những khu rừng mưa nhiệt đới trải dài từ miền Nam Mexico, Trung Mỹ và phía Bắc Nam Mỹ. Ếch cây mắt đỏ là loài ăn côn trùng chủ yếu săn mồi vào ban đêm. Chúng ăn ruồi, dế, châu chấu, bướm đêm và các loại côn trùng khác. Trong khi đó, chúng là con mồi của cá, rắn, chim và nhiều loại động vật ăn thịt khác. Vũ khí chính để tự vệ của loài ếch này chính là màu sắc của đôi mắt. Thường thì chúng ngụy trang bằng cách dẹt cơ thể xuống đáy lá để chỉ lộ ra tấm lưng xanh. Nếu bị quấy rầy, chúng sẽ nháy mắt đỏ và để lộ hai bên sườn và bàn chân có màu đủ để khiến kẻ săn mồi phải ngạc nhiên trong giây lát. Đây cũng chính là khoảng thời gian vô cùng quý báu để ếch cây mắt đỏ có thể tẩu thoát. Một con ếch cây mắt đỏ trưởng thành có chiều dài cơ thể dao động từ 3 đến 7cm và tuổi thọ trung bình là khoảng 5 năm. Vào mùa sinh sản, con cái sẽ lựa chọn một chiếc lá nằm phía trên mặt nước để đẻ trứng. Trứng sẽ nở thành nòng nọc rồi lặn xuống nước. Sau một khoảng thời gian phát triển, những con ếch nhỏ lại leo lên cây gần đó để sinh sống. Vì là loài không chứa độc và màu sắc sặc sỡ, ếch cây mắt đỏ ngày càng được nhiều người lựa chọn để nuôi như thú cưng trong nhà.